chào mọi người. Thôi, nói chung là ngày hôm nay thì mình cũng đã hứa với tất cả các bạn là sẽ có một cái buổi live stream thật là xuất sắc, thật là nồng ấm. Còn bây giờ thì khách mời ngày hôm nay của chúng ta vô. Nữ streamer xí xí. Hello mọi người, chắc hẳn mọi người cũng đã biết tôi khỏi giới thiệu nha. Thôi giới thiệu đi mày, đúng mày. Hello mọi người, mình là bạn thân 10 năm của Thi. Ôi mà da, trời ơi da mà trắng trẻo quá vậy trời. Có mấy cúp vậy? Thằng ngọt đó. Mày đánh nó hồng đúng không? Ừ, nó hồng nhưng mà không có hồng nhưng mà ngọt ngọt. Ít thôi trời ơi. Chú, mày uống ngọt cái gì vậy? Trời ơi, cái bình này có, cái bình có nhiêu đây mà nó pha. Nước rượu thì có nhiêu đây mà nó pha đầy bình. Bây giờ mình sẽ đố các bạn không search Google, đố các bạn biết giữa tôi với Xí ai lớn tuổi hơn. Ủa cái gì cười bà? Tắm rồi mà chưa gọi là ai? Xí hả? Đâu, Xí tóc sạch mà. Tóc sạch mới. Ồ, tóc sạch mướt luôn. Xí trời ác. Xí, Xí thôi tuổi không, đó. Chưa bà luôn á. Chỉ 100 người là hết 99 người kia tôi. Trời ơi. Không, tại vì một con người xem kêu hay kêu ngoại ngoại á, chắc cũng không biết việc á. Mới gọi ra là mẹ thôi, rồi mày là ngoại. Sao ngoại vậy? Tại vì chơi trong mấy anh em là TCS mà tụi tôi lớn tuổi nhất luôn á, là mấy bé 2k mấy không à. Xí 96. Mày đi nói mọi người mày 94 hả? 92. Dạo gần đây có nhiều người book player duo không? Không, ấy chó vậy. Cứu tôi. Cái mỏ như vậy mà nó đòi có khách. Cái mỏ nó vậy mà đòi nó có khách đó các bạn. Sợ không có đâu, tụi tôi chơi với nhau rồi trước chơi. Ê, vậy là lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau là như nào ta? Bà nhớ không? Tôi nhớ đó. Bà không nhớ tôi buồn bà luôn. Giỏi. Thôi nói đi. Thôi. Đừng nói như vậy để tôi tạt cái này. Đấu trường máy tính. À, tao cũng nhớ cái lúc đó rồi. Trời ơi, sao mà tao không nghĩ cái đó là lần đầu tiên. Tôi nhớ bà mặc đồ gì luôn á. Trời, thôi ghê, thấy ghê quá. Tôi nhớ người ta mặc đồ gì làm gì. Tại vì đầu tiên mà. Tự nhiên mày nhớ tao mặc đồ là gì làm gì. Thì tao cũng nhớ tao mặc đồ gì luôn. Mày rảnh nữa, tao cũng nhớ bình thường ngày hôm qua tao mặc đồ gì tao còn không nhớ nữa. Trời ơi là trời. Nói chung là ngày hôm nay bạn ngoại trừ những cái giây phút mà các bạn hỏi tụi mình sẽ trả lời, mà các bạn không hỏi thì tụi mình sẽ chơi trò này. Ủa vậy hả? Rồi hay nè. Uống nếu bạn đã từng crush ai đó đang ngồi ở đây. Oh wow. Crush ai đó từng. Có tao mày thôi. Chấp nhận mày là crush tao vậy. Ồ dạ. Xin lỗi. Chị không bao giờ crush gì hết. Xin lỗi, nhưng chị chưa bao giờ. Chị chỉ xem cưng là bạn thôi. Cưng đừng có mà nhân cơ hội thả thính với chị. Chị chỉ xem cưng là bạn thôi. Cưng đừng có mà nhân cơ hội thả thính với chị. Trời ơi. Yeah. Xàm thiệt, sao có cái tờ này vậy trời. Đó bà hại tôi đi. Mẹ mất dạy quá ha. Tất cả cùng nắp con ngụm mà không được dùng tay. Ủa rồi tại sao? Bình thường cái ly nhỏ thì được, chứ cái ly này không được, cái ly này gãy cái răng luôn á. Cái ly này gãy tôi thấy coi nè nè. Tôi đút bà đút tôi. Trời dở quá. Mà từ đút trước, đút bà trước. Từ từ cười quá. Từ nha. Để em đút cho chị nha. Được rồi, cho đi em. Cũng cho tao rồi. Nhìn cười phải quá. Bắt chị đút cười. Rồi. Tự tao uống. Tự tao uống tao còn đổ nữa chứ nói gì. Lấy tự tao uống tao đổ rồi đốt đi. Được vô, được vô liền. Trời ơi, cười gì cười dữ vậy. Mày đừng có cười đâu, tao chỉ là đang làm theo cái tiếng mày uống. Đó, nghe tới được mày. Nuốt vô. Nuốt vô, đừng có dịnh đây nha. Rồi. Mày
sao hồi xưa lúc đấu trường máy tính thi kể thi bắt cái này do sao thôi 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 thôi. Vậy sao mày cười dữ vậy? Tại vì tao tính kể chuyện đó mà tao quên, tao phải ngừng lại. Ủa chuyện gì tính kể chuyện gì vậy? Tính kể chuyện gì vậy? À, 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 trời chắc mấy bạn không nghe gì đâu ha. Chắc mấy bạn không nghe gì đâu, trời khùng quá. Không phải đâu, tụi mình đâu có bây giờ khui ra, không phải. Bữa đó một người khác hả? Chào một người để đấu mắt, ai nháy mắt trước thì nóc. Ok, bây giờ hai đứa mình không cần nhìn mặt nhau, hai đứa mình nhìn vào cả. 1, 2, 3. Không livestream nữa làm việc khác không? Tôi ở trên app á thì có tôi quyết định tôi sẽ đi làm cô giáo. Ở đâu? Tiểu học. Rồi dạy gì cho mấy em bé? Dạy đánh vần A. Ơ. Anh ơi, tôi cười. Xíu vậy thôi, tôi phải nói cho thù á. Đây tôi giả bộ cho bạn, cho bạn thử nha. Ờ, bạn đuổi làm cô giáo hả? Ờ, dạ, cô giáo không vô. Mà nó dám kêu dài. Ừ, không hiểu quá. Cái son là cái nồi của cô. Tưởng cái xoàng má ơi. Hai chị có làm chuyện ấy chưa? Có rồi em. Hai chị là làm những cái chuyện chẳng hạn như lần đầu tiên livestream nè. Chẳng hạn giống như là lần đầu tiên đi cắt tóc nè. Lần đầu tiên gửi tiền cho ngân hàng. Lần đầu tiên gửi tiền cho ba mẹ. Lần đầu tiên là hả đi ra khám bệnh. Lần đầu tiên đi khám chuyện ấy đó em. Hai chị nuôi bao nhiêu phi công? Trời gì vậy trời ơi, không hiểu. Chị xé rồi nha, chị xé nuôi phi công nha. Không có, không có. Chị xé nuôi phi công dữ lắm á. Không hề. Không, mình với xé là không có chủ động bắt chuyện với nhau, mà là tụi mình chơi game với nhau. Chơi với nhau trong PUBG. Xong nhưng rồi. Mà lần đầu tiên gặp cái mỏ bà tí liền. Cái mỏ mày chắc dưa. Con gái của tao ngồi tao cái mỏ mày chắc dưa. Sao mày? Mày đi ngồi ăn nước nè, xíu mày nói hết. Tại vì bữa đó mình quay video nên là mình cũng phải nói chuyện chứ không. Cái lúc mình tắt vlog xong á cũng đi tạo không khí, tạo không khí cho mọi người vui vẻ chứ chẳng lẽ im ru. Chơi nói từ người thua phải uống. Dễ. 1 2 3. Rồi trời. Con mèo. Rồi xuống dây luôn. Ờ, con mèo đúng không? Mèo đen. Ờ, đen thui. Ờ ha. Thôi lại đi ơi, lại đi. Thuộc đen đen xì. Cũng thua luôn. À, không, không có nha. Xì dắt. Xì dắt. Nhất 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 nhất. Không, xì dắt không tính. Tại vì cái từ đó là một cái từ tiếng Anh dịch ra. Gì trời? Đúng rồi. Hả à, vậy? Đúng rồi. Vậy xì khác đi mày. Xì bấm. Bị uống mẹ. Mẹ gian có xì gắt không cho chơi. Xì hơi đi. Ờ xì hơi. Hơi bí. Hơi đúng rồi, hơi là bí rồi. Hơi còn à, còn hả? Hơi thở mày. À à. Trời ơi. Thở mạnh. Mạnh mẽ. Thôi chưa. Yes. Mẹ. 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 Mẹ vào chết tim thi. Mẹ rồi. Quẹ gì. Cái con này. Chiếu tức. Giờ ảnh tự xì với một
người ai thua thì uống. Trời ơi, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Yeah. À, à, chơi đối thoại mà trong câu có bộ phận cơ thể. Dạ. Cái gì? Chơi đối thoại mà trong câu có bộ phận cơ thể. Rồi. Tí hôm nay hơi bị mát tay đó nha. Hôm nay chân của thị thúi quá. Thúi làm sao mà bằng cái mồm miệng của xí được. À, hôm nay tự nhiên xí bị say vào ánh mắt của Thi. Thôi khỏi đi mày, mày gan quá ha. Nhỏ ngoài kia đó hồi đó mà mày say gì mà say. Tao không sợ, tao có thể đá mông người ngoài kia. À, vậy thì sẽ có ngày nó móc mắt mày ra. Trước khi ai đó móc mắt tao ra, tao sẽ tiếc người đó. À, mày lấy tiếc mày không sợ công an tới hả? Công an nghĩ đó là tai nạn gì sao? Ủa là từ nào vậy? Tai. Yes. Như ngày ngày từ để đổi chủ đề cái đó đi. Thôi mày thua đi, để tao lấy nước đã. Thi cầm điện thoại xin lên giùm. Không, mày dụ ta. Dụ. Hỏi mày. Không, cầm lên người ta chứ chơi gì chơi đi với Thi. Thôi khỏi khỏi thì... khỏi không. Giam cái này là mấy trò này dễ quá. Gì đây mấy chị ơi, Thi cầm. Dễ đọc quá rồi đúng không? Chưa đọc quá thế, còn đi mới cầm đi. Không, nhưng mà cái đi mấy trò này nghĩ sao mà. Thi hôm nay quá hết mời, đi cầm đi. Không mày. Nó mày có cái câu nào mà nó dụ mà nó đỡ thua hơn không? Chứ tao thấy nó thua quá hà. Đốc ai còn đầy nhất thì uống hết đi. Rồi tôi thi uống hết cho sao má chiều tròn á. Uống nữa thôi. À mày biết làm vậy đúng không? Ủa sao mày làm được vậy? Trời ơi, ủa sao mày làm được vậy? Tôi có thể uống sống vậy luôn á, bài bài chơi tôi thử không? Đâu uống sống 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 rồi rồi. Ok mắc cái gì uống sống mà dữ vậy đó mày cái nghe. Xin lỗi các bạn, rất xin lỗi các bạn vì cái hành động này của xí. Thật sự là mình cũng không có muốn cái chuyện này xảy ra đâu. Mình nghĩ bé nó tự chủ được, mình đâu có ngờ là bé nó đâu có tự chủ được như vậy đâu. Thiệt tình, ở đâu có công lý, lạ đâu có cha. Hàng Chi hôm nay, Hàng Chi hôm nay nó nói mình là Thi ơi, lai chi mặc đồ ngủ thôi được không? Ý là nó cũng có ý định là khùng khùng điên điên rồi. Bây giờ mình có một trò nữa hả? Trò chơi này trò chơi chọn thôi. Ok. Chọn gọi là gu của ai, xí thích gu của ai. Ok. Rồi, cái này khó. Cái gì? Anh Bill và à, thầy. Ông ăn cái này khó thiệt luôn á. Ý là hồi xưa cũng có ý là cũng có thầy ba chuyện. Có nói chuyện với thầy ba chưa? Có luôn rồi. Mà ông gặp tôi là ông né à. Cái ông này hay ghét lắm, xin chụp hình cái. Ơ anh bận, anh bận, anh bận, anh bận rồi. Cái gì kỳ vậy? Thấy ghét vậy là lội rồi. Thấy ghét vậy là lội rồi. Trời ơi, cái này kêu là ác nha, ác nha. Vậy? Zeros với lại anh Nhạc, biết anh Nhạc không? Biết anh Nhạc. Zeros và Nhạc. Thôi Zeros chị Châu lắm vậy đấy. Ai nói vậy? Wow, No Way với lại là anh Kim TV. Kê nha, giữ nha. Vị trí vô địch ba, vị trí vô địch là bây giờ chọn người thứ ba.
nổi nữa. Ôi trời ơi, thôi đi rồi. Không sao em ạ. À. Người đẹp ạ. À. Người ta lừa, người ta không chọn em về chọn em cũng được đẹp ơi. Thôi không sao. Để chị kẹp nách em vào vô. Rồi hai người cuối cùng, hai người ứng cử viên vô địch nha mọi người. Ứng cử viên vô địch. Ờ tôi biết tôi chọn ai rồi. Rồi, thôi bây giờ vậy đi cho bất ngờ. 3 2 1 xíu thì chọn người đó mà không mình sẽ sáo lên cho người ta không biết rồi. Xíu thì chọn người nào, xíu cầm tấm bảng người đó đi. Đố các bạn xí chọn ai? Rồi. Không ngờ tới chứ gì. Xí hãy từ từ công bố đi. 3, 2, 1. Tại vì cậu đi lăng nhăng quá hồi trước chơi. Cậu đi bỏ người ta, cậu đi lăng nhăng quá. Quên gì rồi đúng không? Nhớ đừng quên ấn subscribe cho kênh Mickey Play để xem thật nhiều video về game của mình nha.